nhà sàn, ao cá, nước. Có đi thôi, đường trơn lắm các bạn, đi được không? Có thể nhìn thấy như một bức tranh luôn đúng không ạ? Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và video tiếp theo của ngày hôm nay thì Trường Lý sẽ đưa toàn thể quý vị và các bạn đi khám phá một cái ngôi làng rất là đẹp ở tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhé. Bên này mình thấy có một chị gái là đang sửa sang lại cái ruộng mạ. Ruộng mạ này chắc là hôm qua bị mưa to quá này. Ruộng mạ này hơi thấp này. Chào chị nhá. Cái ruộng mạ này sao mình làm nó thấp thế? Qua vừa làm thấp. Tức là bị nó úng nước à, mưa to nó nước nó tràn qua. Ở đây có hay thả cá chép ruộng không? Không ạ. Không thả à? Ôi đây cũng có cái con ốc, ốc này là ốc bươu vàng hay là ốc gì đấy? Ôi ốc bươu vàng có nhiều đấy nhờ, đây này. Này ăn mạ đấy. Nhà chú hôm nay đang bừa à? Đang bừa, chuẩn bị cấy ở đây nhỉ? Mạ chưa lên, cũng vừa mới gặt xong mà nhỉ? Nhà chú gần đây không? Ở xóm dưới này, khu dân cư đây à? Chú chắc trước là ở trong kia chuyển ra, ở Thượng Tân hay là ở Kim Thạch đây gì? Chỗ bị nước ngập kia đấy nhờ. Cái này nước này sao đục thế này? Nước to mà. Mưa to mà. Mưa to nên là nước, cái này lấy nước từ Minh Sơn ra đấy nhỉ. Cái suối đấy đục quá. Mà suối bên này cũng đục nhỉ. Nhà nó làm ruộng. Em biết em hay chị? Chị sinh năm bao nhiêu? Chị bị 79 à? 79 thì hơn 1 tuổi. Đấy. Cũng già phết đấy nhỉ. 79 là bảo là già đấy. Ở trong làng là nhiều người 79 bây giờ là lên bà lên ông hết rồi. Rồi chị làm nhá. Chơi loanh quanh hay là bà con làm ruộng như nào nào. Và chị này có một cái muôi này đi bắt cái gì đấy? Chị? Ấy nước ruộng mạ. Đi khơi nước ruộng mạ à? Tối qua mưa to quá nhỉ? Hôm qua mưa to nên là ruộng mạ ngập hết rồi các bạn. Đó chào bà nhá. Bà đi làm ruộng à? Vâng, bà đi làm ruộng mà. Ôi sao đây có con cá này? Nước to quá nó nhảy lên. Ở đây có nuôi cả cá à bà? Không, nó ở dưới bờ lên đấy mà. Ồ. Nó nhảy lên mà. Có phải chim sa cá nhảy không? Thả xuống cho nó đi nhỉ. Ở đây thì có hai con ngan đang đi kiếm thóc ăn này. Ở đây thì mình thấy có hai bà đang đi nhổ lạc các bạn. Rồi xem lạc đây có tốt không. Nương ngô. Nương ngô có cả lạc. Chào cô nhá. Đang thu lạc à cô? Sao lạc này vẫn còn non này mà đã thu rồi á? Thu để làm ruộng à? Nó bị hỏng rồi á? Nó lên, nó có hỏng rồi đấy. À. Nó to
nó vẫn dài rồi mà. Vâng. À, bà. Đi đâu á? Cháu đi chơi, đi xem bà Nhật Lạc. Đi chụp ảnh hai bà đi á. Vâng, đi chụp ảnh hai bà Nhật Lạc. Quay chụp ảnh hai bà. Ồ, làng này tốt nhỉ, một cây mà được bằng này củ cơ à? Đây, hai cây. Hai cây. Bây giờ tốt nhỉ. Vâng. À. Cái này sao không cho xuống ruộng này xong mà rửa rửa xong mà mình mang lên. Từ bó từ cô một này mình mới dựa. À, tức là nhặt những cái non ra. Cái già thì mình để làm giống với này để mấy nữa mình nhặt sau à? Vâng. Nhà bà có gầy gần đây không? Hả? Nhà hai bà có gần đây không? Bà kia là thường tên bà ngoại ấy. À, bà ngoại bà nội à? Trên khu Nà Lá đấy. Vâng. Ô, cái này là cái đứt thôi chứ không phải cái non đâu nhỉ? Ờ, cái nào đứt đi. Vâng, cả đứt cả cả non. Non mình à, kéo ra đi. Nhặt những cái non về. Cái non để luộc ăn đấy. Cái này nó tốt này, nó đẻ thêm nhiều cái cây non, à quả nó, củ non nhỉ? Củ non. Nó ngả xuống này, nó lại mọc thế. Nó lại ra hạt tiếp. Đây này, bà này. Có mà nhỉ? Thế trồng mỗi tí này đấy à? À lối mình bà. Có đất đâu ở... Thế bên ngô này không phải à? Có mà ít ngô này. Ngô à. Mình lên ở... Ngô hồ ở Nam Đâu lên đấy. Vâng. Cô... Nhưng mà à, là ở ở Long Hồ lên đây à? Hả? À, bị di lên đây. Di dân đây. Thế bà là ở khu... cái nhà đẹp đẹp kia à? Ờ. Dãy dãy nhà giống nhau kia à? Ờ. Thế có bao giờ lên bị nhầm nhà nhau không? Mình quen không nhầm, nhưng mà cháu không nhầm ơi. Cháu không? Vâng. Có uống rượu thì nhầm thật đấy. Ấy, uống rượu là lên nhầm nhà người khác đấy nhỉ? Bà không uống rượu thì không nhầm đâu. Vâng. Cháu thấy nhà nào cũng giống nhà nào ấy. Vâng. Cái lạc này là mình trồng này là để làm giống thôi gì? Làm giống bán. Ai mua thì bán, không ăn hết thì bán. Không ăn hết bán. Bóc bán thì... Cái đất này là đất trồng lạc đấy, đất xốp xốp này. Mà mình mượn, xin họ làm đấy mà. Xin mượn thôi à? Bên này là cũng mượn thôi à? Ờ, mượn hết. Vâng. Tức là về phải nhổ đi để cho họ làm ruộng à? Nhưng mà chỗ này họ có làm ruộng không? Có làm nhưng mà không có nước vào. Bây giờ cao nước. Lên bên kia rồi không lấy nước về được. Thế nước dẫn đây đây? Nước dẫn thì ra bên kia cái à, này thì cao hơn à? Thì mỗi, cao hơn mương. Chỉ mỗi một ung bà chết rồi. Vâng, không làm được nhỉ. Yeah. À. Con cái đi làm dâu, con không làm dâu đi làm thuê. Thế đi làm thuê đi xa hết rồi. Mỗi ung thì không làm được, xin ơi xin đấy. Vâng. Nhận cái lạc này ở đây nó sai củ nhỉ. Ừ. Đấy, bao nhiêu là củ ấy? Một cây có 20-30 củ đấy nhỉ. Có những cây to là tí mình mới rửa chặt xong mới rửa chứ. Ừ, chặt xong mình từng bó từng khu một rồi xong mình rửa. Đang có nhiều nước này rửa nó sạch về mình đỡ phải rửa lần nữa. Nước ở trên về nhiều có đục không á? To không á? Ở trên nhá. Cả hai suối đều đục. Yeah. Vâng. Cả hai suối Yên Định về cũng đục lắm. Yeah. Vâng. Thế là bà trước ở Thường Tân à? Hay là ở Kim Thạch? Bà ở Kim Thạch ở khu Nằm Đấu ấy. À, Nằm Đấu chỗ bà ngập hết rồi nhỉ? Về bà ngoại. Thế cô ở Thường Tân à? À. Chỗ nào Thường Tân? Cô ở chỗ nào Thường Tân? Trung tâm xá ấy. À, trung tâm xá luôn à? Ừ. Thế con gái là ra đây làm dâu? Ừ. Mẹ của vợ của Vinh Thủy có biết không? Vinh Thủy... Không biết à? Ở chỗ 31 này á? À? Thường Tân. Trong đấy cháu chỉ biết nhà Hình Hiếu với lại... Vâng, Khổ Trang này. Bố Trang. Bố Trang ở trước kia thôi. Nhưng mà bà ở khu đấy, nhà ở đấy thôi, bà ở xuống... Chung ở làm tôm đấy, bà ở sông chuyển, làm tôm đi làm tôm tép à? Bà rồi, bây giờ lòng hồ lên là phải đi
sông suối đó nhỉ. Cái nhà thì ở trên để con trai con đâu ở. Vâng. Hai ông bà đi xuống. Ừ. Tiếp tiền. Vâng. Ở đây họ không thả cá xuống ruộng à? Họ không thả cá chép à? Nước về thì cá về cá bé. Cháu tưởng ở đây họ phải thả cá chép ruộng chứ. Nước trôi và thả được á. Đúng rồi, nước này to quá nó đi đấy nhỉ. Nó sang ruộng khác đấy. Ờ, thế hai bà làm nhá. Cháu đi chơi loanh quanh một vòng đã. Thế mùa này là bà con đang làm ruộng nhá. Mọi người là đi ra ruộng đồng rất là nhiều luôn. À, chú có quả túi đẹp thế. Đi được cái gì đấy? À, nhà chú gần đây không? Nhà bên này à? À, nhà chú cấy xong chưa? Nhà chú cây quay, nhà chú cấy xong chưa? Chưa cấy, đang gieo mại kìa. À, đang gieo. Năm nay làm nhiều ruộng không chú? Ừ, như mọi năm thôi. Ở đây là mọi người là phải dẫn nước đi đấy nhỉ? Dẫn từ cái mương này sang bên kia. Đấy. Chỗ kia bây giờ nó bồi lên cao nên nước không ra được à? Đúng không? Đây nước cao nó kiểu xa quá nó không dẫn nước khó. Nước đi khó nhỉ? Ừ. Ở đây bây giờ hiện đại có nhiều ống nước đưa đi nó tận nơi rồi. Đã? Đúng rồi, chẳng đi thế nhỉ? Đúng. À, có. Ừ. Chú cũng hay xem à? Ừ, tôi hay xem suốt rồi. Cháu cũng hay đi lên làng bản mà. Thấy ông gì nhỉ? Ông gì gần giống thấy ông vùng bên ấy, ông có căng bớt rồi nhỉ? Ông hay làm cõi ấy. Ông hay làm ông hay làm cõi ông Vi á? À? À, đấy đúng rồi, đúng rồi. Ông Vi vẫn còn, ông bây giờ khỏe đấy. À, thế à? Vừa rồi con cái đi làm thuê được tiền xong rồi nhà nước hỗ trợ nữa. Ừ. Là làm được nhà to rồi. Cùng má Vi mà đúng không? Vâng, má Văn Vi. Cháu chào. Vâng, cháu chào cô nhá. Đấy. Đấy, cô à, biết cháu. Đi suốt mà. À. Thế à? Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Đấy, đây thì cũng có nhiều khán giả của kênh thầy giáo đây nhỉ. Vâng. Có chúng không? Úi, sắp được đấy, vẫn còn một con này. Vẫn còn con chim sẻ này. Bắn chơi thôi nhỉ. Úi. Chú bắn bằng đạn gì đấy? Bằng sỏi á? À, chắc cái túi này để chuyên để đựng sỏi à? Vâng. Ở đây bà con ở đây là làm ruộng nhiều chứ nhỉ? Nói chung là mấy năm vừa đây là đủ ăn. Vâng. Đủ ăn trở lên. Vâng. Trước kia là ba trước trước. Đây đường xá nó cũng dễ rồi. Ừ. Trước đường đi khó. Thế là cái đường này là mọi người là hiến ruộng ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Hiến ruộng ra để làm đường ra ruộng. Đảm nước ta chi. Vâng. Dân thì bỏ công. À. Thế là đường này cứ vòng là tí ra cái được cái cầu treo kia chứ. Ừ, thì ra cái cầu treo. Nhưng mà đi trước thì đi ra lên tận trên nó tới gì đi. Vâng. Đấy, em có tầm một khoảng. Vâng. Nhà chú nhà sàn hay nhà xây? Nhà đất thôi. Nhà đất à? Mùa này là à, chỗ mấy bụi chuối kìa. Mùa này chỉ làm ruộng với lại chăn trâu lấy củi thôi nhỉ. Trâu bây giờ ít người chăn. Vâng. Bác có phải không? À. Đây, cái này gặt máy ấy, nên là đấy, gặt máy đấy. Cái lúa nó rơi xuống nhiều nhỉ. Bán làm nhưng mà có làm nó mọc. Vâng. Đấy. Mọc hết lên này. Vâng, chào các cô nhá. Vâng. Đi chơi lang thang xem bản làng này. À. Nhà bác trưởng thôn đây à? Chị. Mời. Nhà bác làm con đấy, em cháu lại quay đi. Đấy.
thầy mấy hồ đây còn được mấy năm trước, mấy hồ trước kia là ngập hết chỗ này. Ngập hết ạ? Ừ, nước ngập hết. Ôi à. May mà cũng gặt xong ấy. Nước nó tràn ở trên kia xuống nhá. Ừ, nước xuống nó to ấy. Vâng. Nên nó tràn nó qua đường này luôn. Ngập hết đường này thì ngập hết đường đi đây. Vâng. Ý, đây có mấy con vịt cổ dại. Ừ. Cái này mua chắc bị mua nhầm rồi. À, nuôi lấy trứng à? Ở đây có nhà nào có ao có cá to không ở chú? Ao cá to sang bên kia, trong hủ kia. Trong hủ kia? Cá to lắm. Vài cân à? Chắc là làm lều à? Hay là nhà trong ấy. Có nhà trong đấy luôn. Đây tiện nước ấy. Vâng. Còn khu này ăn nước là toàn bắt từ 28 cái về. Ăn nước đục rồi nhỉ? Đục tùy đấy. Vâng. Nước toàn nó đục. Nước nó không được đẹp. Nước nó không toàn. Vâng. Trên nhà ao, nữa. Ao cá thì nước đẹp cơ. Ở chú đâu? Ở nhà ngay trên này. Ở trên này á? Đi trên nhé. Vâng. Ê, cháu đi lang thang đi chơi anh quanh xem nào. Ôi, cái đường này không đi xe máy được à chú? Hay đi đường trên? Thì con nó đi suốt đấy. Đi đường này á? Ừ, đi quen nhưng bây giờ không đi quen nhưng hơi khó. Ai à? Ôi nhà dưới này sao bé bé này? À? Nhà dưới này. Cái này cái nhà của học sinh ấy. Học sinh trọ à? Ừ, học sinh trọ đấy. Bây còn có ai không? Bây giờ thì đây học sinh hết. À. Mà các con làm hết rồi. Vâng. Thế là cho học sinh thuê. Ở đây thuê nhà trọ có đắt không chú? Bên kia đắt nhất là 150, còn chú đây là lấy 120. 120 là cả nước cả nước. Vâng, cả nước cả điện đấy. Vâng. Ồ, chỗ này cũng không có mặt bằng mấy nhỉ. Đúng rồi. Mỗi hai vợ chồng chú ở nhà thôi. Thì là nhà con làm hết. Thằng con đi làm hết. À. Vâng. Đấy, chú vẫn còn có đèn dầu ấy. Đèn thắp hương mà. À. Vâng. Còn đây rằm thắp hương. Rồi. Nay rằm rồi nhỉ. Vâng. Thì nhà chú có mấy cháu mà có mấy người con mà nhiều ảnh cưới đấy. Đây có một đứa cuối đứa út phần mấy ảnh trước thì không có. À. Có năm con tất cả mà. Năm người con. Năm người con. À, chú năm nay bao tuổi rồi? Ngoài 60 rồi. Ngoài 60. À, ngoài 63. 63, thế vẫn còn trẻ thôi nhỉ. Cũng không trẻ lắm rồi. Thế cô đâu? Cô thì với con từ đấy thì con trai. À, chia nhau ra à? Ừ. Nên là... Có thằng thứ hai rồi đi bán xoài. Cô à? À, lại ở dưới kia? Ừ. Thế có ai tham gia bên nhà nước không? Cán bộ. Ba đứa làm bên đấy. Đứa lớn thì làm y, giờ đã công tác ở đằng ấy tại xã. À. Còn đứa thứ hai, thằng thứ hai thì lúc nãy nói ở dưới bãi xoay, thằng con trai. À. Còn đứa thứ ba thì cũng lập gia đình cho ở nhà. Vâng. À. Đứa thứ tư thì cũng dạy học với cháu ấy. Vâng. À. Ừ. Ừ, đi dạy học à? Ừ. Dạy ở đâu? Con dạy trong Minh Sơn. Cấp 1 hay cấp 2? Cấp 2. Cấp 2 à? Ừ. Tên gì? À, Thơ, Nông Thị Thơ. Nông Thị Thơ à? Ừ. Vâng. Mới vào chính thức đây mà mấy năm trước thì không còn dạy lần đầu thôi. À. Mới được vào thôi. Ừ. Nông Thị Thơ dạy môn gì? Nó dạy văn. Dạy văn à? Văn với sinh hay sao ấy. À. Thế gì? Còn đứa thứ năm thì nó làm bên cái theo. Ừ. Cảm ơn chú nữa. Nó cho đi chơi loanh quanh một tí. Em có phải uống chân rượu vui. Ừ. Lái xe thôi. Cháu đi xe nên là không uống được. Cháu đi chơi thôi. Thế chú nghỉ nhá. Cháu đi lang thang ra bản làng xem có gì đặc sắc không. Nhà chú đây nhiều cây ăn quả nha. Quất hồng mì. Nhiều. Ăn quất hồng bì thôi. Đấy, mấy một quả này. Cái đường này trơn quá chú ạ. Ừ. À, đây nuôi nhiều quá.
Cái này mà cái này đi xe máy trời mưa này là không cẩn thận là ngã đấy, phanh là ngã đấy. Ui, mọc rêu hết à. Ui, ui, đường này trơn lắm các bạn. Ui, ruộng nương. À, mình đi sâu vào trong này xem nhé các bạn nhé. Đấy, mời các bác đi thăm làng bản với mình nhé. Được cái bây giờ đi vào trong làng là có nhiều đường bê tông hết rồi. Đấy, đây à, mọi người đang xuống mạ. À, thanh niên ăn cơm sớm đấy. Vừa đi bắt tôm về à em? Này à, bó tôm ấy chứ đúng không? Bắt quái. Mời các bác đi vào trong này, còn có một bản nữa các bạn. Bản trong này có nhiều nhà sàn hơn. Đây có một cái máy cày. À nào, máy tuốt lúa này. À, nhiều gà. À, cô nhà cô à, nhà có cái máy cày máy tuốt lúa này ác nhỉ, máy tuốt cái này đi gặt nhanh ấy nhỉ. Tao đi chơi một bàn VR, hai bàn VR. Thì nó sẽ rất dễ mà cái việc mà qua có một cái cầu đẹp nha các bác nhá. Mọi người có thể đến đây check in cầu treo. Vừa rồi nước lũ quét vừa rồi rất là mạnh nha các bác nhá. Nước này, những cái vết rác kìa, bạn có thể nhìn thấy các cái vết rác kia là những cái mực nước ấy. Mực nước nó tràn qua bờ. Nước rất là to nhỉ. Mấy hôm nay trời nó vẫn mưa các bác ạ, thế nên là nước vẫn khá là to. Đây mình quan sát là không thấy có ai đi câu cái kia kìa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đằng sau mình này, phong cảnh đẹp không? Đấy, đi vào trong làng bản thì được cái là yên bình. Đấy, vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng trâu bò, gà qué nó kêu cục ta cục tác. Đấy, lâu lâu rồi có mấy cái tiếng cưa, tiếng máy cưa bà con chặt cây. Đấy, chặt cây, tỉa cây các thứ. Đấy, trước mặt mình đây là có một cái bản người Tày, có nhiều nhà sàn đẹp lắm, có những cái bãi cỏ nhìn rất là thơ mộng nhá. Lên trên các cái bãi cỏ cái picnic hay là cắm trại thì chắc là tuyệt vời đấy.
Ở cái bản này thì có máy tuốt nên là bà con dùng máy tuốt tuốt lúa hết. À, dùng máy tuốt lúa thì được cái tiện nhưng mà nó rụng rất là nhiều nhé. Sau khi máy tuốt xong là bà con đi dập cái dạ ấy. Một lượt thì mình thấy là có nhiều thửa nó mọc chi chít như mạ luôn. Vì ở đây do cái địa hình nó phức tạp ấy, nên là cái máy tuốt lúa trực tiếp ở lái ở các cái thửa ruộng này người ta rất là khó căn chỉnh các bạn ạ. Nếu như ở dưới xuôi thì nó đều, ruộng nó đều và cấy nó thẳng hàng ấy, thì nó sẽ tuốt nó mới sạch được các bạn ạ. Không thì nó khó lắm, dùng máy nó khó lắm. Ở đây, mình thấy có một quán bia, có bóng mát rất là đẹp. Quán bia, bản bia này. Bản này có vẻ là uống nhiều bia. Nhìn lượng bom bia rất là nhiều các bạn. Ở đây là mọi người đa số là dùng máy rồi. Bây giờ máy cày nó cũng rẻ, nó tương đương một con trâu thôi, nên là bà con dùng máy cày nó nhanh. Xin chào người đẹp nhá. Đi làm ruộng với cô rất là xinh gái. Ừ, đây có cây sung này đẹp, sung này bonsai thì tuyệt vời luôn. Thế nước vào ruộng à? Đúng. Cháu đi chơi. Đây cái mương này là không được xây à chú? Mương này ngoài này dẫn theo đường bê tông thôi nhỉ. Ở trong này còn mấy hộ dân nữa hả chú? Có một nhà. À. Đi đường nào vào chú? Đường bê tông vào. Đường bê tông kia vào. Đường bê tông vào đến nhà không? Có. À. Đi hết đường xem nào. Ở trong này có nguồn nước đẹp lắm à? Vâng. Đấy, bắt rồi đấy. Vâng. Có ai ở nhà trong không nhỉ? À. Đi chơi loanh quanh một vòng thế nào. Đây. Vâng. Đi đây là nước. Nước nhiều không các bạn? Đây, xin chào. Ở nhà anh. Đây à. Trong này thanh bình đẹp nhỉ. Nhà sàn ao cá. Ý, nhà anh có nhiều vịt đấy. Ao này nhiều cá không anh? Nuôi cá gì là chủ yếu? Chấm trôi à? Vâng. Cả cá vược à? Nước này có nhìn thấy cá không? À đấy, nước to này mà. Em xem tí nào, có con nào 7-8 cân không? Anh 4-5 cân à? Ô, cái ao này thích nhỉ, nước về thoải mái này. Đấy, vịt thả ao này mới là sạch này, thịt vàng ươm luôn nhé các bạn nhé.
Áo này được 1 mét nước không anh? À, 1 mét nước thì không nhìn thấy cá được rồi. À. Ở trong này cũng có đông, chắc được khoảng 20 hộ dân ấy nhỉ bên này. 32 hộ cả. Tính cả bên dưới kìa. À. Vâng. Đấy có những cái cọ này đẹp nhỉ. À. Em đi chơi một vòng đó. Đi lang thang vào trong bản. Nhà anh đây là lợp ngói bê tông nhỉ. Bây giờ ít người có ngói âm dương kia rồi nhỉ, ngói máng kia. Ngói máng ngày xưa là nhà nào điều kiện mới có đấy. Ui. Ao trên này có phải ao của anh không? Đây nhà có hai ao này. Mình chán quá. Sướng này. Mênh mông luôn. Ở làng quê là thích cái là đấy, được cái đất đai rộng, ao rồi là rau cỏ vườn tược, có dàn mướp rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Đấy, góc này các bác có thể nhìn thấy như một bức tranh luôn đó. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Ở cái bản này thì có hai đường đi nha các bác nhé, một cái đường đi xuyên xuống một cái bản dưới kia nữa, mình đi đi quay ngược lại. Đấy, vào thượng nguồn và tít trong này các bạn. Nhà thì nó được nhiều ngan lắm. Chào bác nhá. Đi chơi. Đi lang thang một vòng ở trong này xem. Ý, lợn này. Ui giời, con lợn này to đấy nhỉ. Lợn nái à hay là lợn gì đấy hả em? Lợn nái. Con này được tạ đấy các bạn. Nuôi lợn trong bản là chủ yếu là ăn ngô ăn gạo thôi các bạn. Nhà này có hai cái ao đẹp tuyệt vời các bạn, nước chấm luôn quá đỉnh. Đây, đây, chuồng trâu ngày xưa nhà mình có những cái chuồng trâu như này nha các bạn nhé, nhưng mà không được lợp bằng blo đâu, lợp bằng lá cọ thôi. À, sẽ đi vào trong cái hang cũng như là cái nguồn cuối cùng đây. Trong này có một cái nguồn nước, theo mọi người nói là cái nguồn nước này là nguồn nước sạch để dẫn về huyện để dẫn về cái trung tâm xã Minh Ngọc này. Cái xã Minh Ngọc này thì rất là rộng nha các bạn nhé. Trong các xã ở huyện Bắc Mê thì chỉ có xã Minh Ngọc và xã Yên Định là gọi là có mặt bằng tương đối thôi. Còn đâu các xã là toàn là ở trên đồi núi thôi các bạn. Wow. Ở đây mình thấy có 3 ngôi mộ rất là to. Đấy. Nhà này có đường bê tông vào tận trong nhà luôn này. Đường hơi nhỏ các bạn. Đường này đi ô tô thì không đi được. Đi xe máy thôi.
Ui, vẫn còn có nhà làm lúa đang gặt lúa này các bạn. Chắc là ít quá nên là máy tuốt không bỏ vào gặt các bạn. Và đây thì cái tiền dầu đắt hơn cái tiền. À, chào cô các bác nhá. Ồ, đang đi đang gặt lúa. Đang gặt mùa lúa muộn đấy hả cô? À, chín muộn à? Chín muộn này. Ô, vừa rồi là bị ngập đấy nhỉ? Đấy, đầu bông nó bị đen đen hết rồi. Rồi nước nó tràn vào bờ, tràn vào ruộng này cơ. Ác nhỉ? Nhà cô ở đâu? Ở nhà to này luôn à? Ấy. Vâng. Thế cái suối ở trong này là chỗ nào? Chỗ Lùng Hảo xuống ấy. Trên Lùng Hảo xuống à? À, chảy từ bên kia xuống à? Vâng. À, trong này có cái hang phải không? Có hang. Đi vào hang chơi. Vâng. Sâu không hả cô? Sâu. Vâng. Cái này ít quá không có máy gặt vào nhỉ? Vâng. Có mỗi một thửa này. Nốt thửa này là hết à cô? Rồi. Đấy, thanh niên này lấy vợ chưa? Chưa anh. Chưa đấy à? Chưa. Ừ. Đấy. Từ sáng đến giờ là được 5 bao rồi đấy nhỉ? Vâng. 5 bao. Chỗ gạt kia với chỗ này 5 bao nữa là được 10 bao. Thế thửa này được 10 bao là ác rồi. Đây. Ê, anh nhân có con chim trà màu à? Đây có một cháu con chim trà màu ngô. Con này đẹp thế. Đây nuôi từ bé à? Đó. Ấy, nó hiền đấy. À. Ấy. Ây à, ấy, con này con trầm màu ngô thôi. Trầm màu, bông lau. Con này không phải con con nhíp đỏ. Đỏ đi hiếm. Ừ, không có mấy à. Thế con bìm bìm là nó biết đi săn mồi chưa? Nó có thể đi kiếm ăn được. Gọi kiểu gì? Bìm bìm phải gọi tặc 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 tặc. Loại to hay loại nhỏ? Loại nhỏ. Loại nhỏ. Nó gọi nó về được không? Về nó không về đâu. Rồi. Phải đến chiều. Chiều tối nó không về à? Ừ. Từ đây vào cái hang thủy lợi đây xa không hả cháu? Đến đây có ba cửa hang. Ba cửa hang á? Hang trên, hang to. Có dẫn nước về mương. Ừ. Hang khô ở bên kia đi. Hang khô đi bên kia à? Hang khô bên đó. À. Nhưng mà đi sâu không? Sâu lắm. Trong có cái gì hay không? Trong. Ui, 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 nó có. Có mộ. Ở trong hang có mộ á? Có mộ, mộ mà. Ây à? Hang to thế cả? Có chứ. Ở kia là 2 năm. Thế là họ chôn người trong đấy? Có gì trong cốt. Ui. À, họ đốt xong họ cho vào bình thôi đúng không? Chứ không phải họ chôn cả quan tài. Đây nhà cháu đây à? Thế bố mẹ đi đâu hết rồi? À, bố mẹ đang làm ruộng đây á. Đây là nhà cuối cùng của cái bản này rồi đấy nhỉ? Ở bên kia. Xong đường này và đường này là hết rồi đúng không? Ây à, đây có ao to nhỉ?
Đây lại có một cái ao to nữa. Mấy con này nó có cắn cười không đấy? À, sợ nó đả đấy. Đây, mít này. Ui, miên mật. Xem cá này. Cá này to không hả cháu? 3-4 cân à? Chưa thấy con nào nó lên nhỉ? Ao này được đấy, ngay gần suối này. Hôm nay đi câu được ấy nhỉ cháu nhỉ? Đây có cái khe nước này đẹp nhỉ? Đấy, quá. Nước ở trong hang ra này. Thấy có cá này. Có cá nhiều cá lắm. Đấy, cá mương rất là nhiều luôn. Đấy, nhà sàn, ao cá, giàn mướp. Đây có mấy cái mướp. Mướp này gọi là mướp gì mình quên tên nó rồi. Có nhiều khoảng hết này. Trời này đi vào hang được không cháu? Ở nhà nuôi cả bồ câu nữa. Con này con cu gáy chứ nhỉ? Cu khách. Đi giày này vào được không nhỉ? Ướt đấy nhỉ? Bây giờ là theo chân cháu trai đi vào hang. Cháu là tên gì? Đức à? Năm nay lên lớp 10. Có người yêu chưa? Chưa. Thế biết chú không? Hả? Chắc không biết đâu nhỉ. Ui, nước này. Cái này là chỉ là nước nó ứ vào thôi đúng không? Chứ không phải nước ở trong suối nó ra đâu đúng không? Đúng. Nước ra nó chắc là ít thôi đúng không? Nó nhiều chứ. Nó nhiều á? Chảy như thác luôn à? Đến đây là mình bắt đầu nghe thấy tiếng nước nó chảy sồ rồi. Thế mùa cạn thì chỗ dưới này lội được chứ? Không sâu như này á? Ở đây nước nhiều nhỉ? Thế ở đây bọn cháu có hay đi câu được cá to không? Chê á? Chê bao nhiêu cân? 2 cân 2. Hả? À, đây cây này á? Cây lá han à? Lá han đất đấy nhỉ? Cái này con dê nó vẫn ăn được mà. Con dê ăn ngót. Ăn vào là nó đau mồm. Ui, bơi à? Cái này bơi à? Đi men men theo nó à? Có đi được không đấy? Có trơn không? Ai da. Ui. Cháu là ngày nào cũng vào đây tắm à? Vào đây mát thật đấy. Có nhiều người vào đây không? Họ ngủ đây á? Đi picnic ấy nhỉ? Đâu? Đây có một hàng hang à? Ui,
Còn cháu có hay vào đây tắm không? Tắm ở đây à? Chỗ này đi vào được không? Chỗ này vào đến đâu? Cái này đi lặn cá vào đây là có đây nhỉ? Đây là cửa hang dưới ấy, cùng nhất à? Đó. Còn cửa hang trên kia nữa à? Cái hang nào mà đẹp đẹp ấy? Thế bọn cháu hay tắm ở hang nào? Tắm đây à? Ừ, thế thì đi một đoạn thôi. Đi lên hang kia. Đi sang xem cái vòi nước kia xem nào. Có vắt không? Đi sợ nhất là vắt nó bám vào mình không biết đấy. Đến lúc mà nó ăn no nó rơi ra là máu chảy nhiều. Thanh niên này trẻ đi thằng thoát nhỉ. Đây có rắn không? Chân đá. Cháu hay bắt được không? Hồi không bắt à? Đâu? Ở tí thằng kia mà. Còn chỗ vào đâu? Chỗ vào hang đâu? À. Yeah. Đường đi khó phết. Đường đi khó lắm các bạn. Thế nhà cháu lấy nước ở trong này ra để uống à? Thế vòi họ vẫn lấy đây. Lấy nước này đi làm ruộng á? Đường lấy nước đây để uống. À, nguồn đằng sau nhà cháu kia nó mới nhiều nhỉ. Ui, lên đây lại nghe thấy tiếng nước chảy. Thác nước hay sao nhỉ? Trong này có thác đúng không? Nó kêu to đấy. Hang này là nó ở Lùng Hảo xuống à? Ui. Đây có cái cửa hang nhìn đẹp nhỉ. Thấy cửa hang rồi các bạn. Ui trời. Có tí hạng cân này nè. Đi không được. Thành thoát lắm. Đi từ từ thôi. Chậm chắc. Cái mùa nước to thì nó tràn qua đây không hả cháu? Bắn lên tảng đá này. Ai à? Đây là nó chảy qua đây á? Nước chảy qua đây đúng không? Đây này. Vết nước chảy qua vừa rồi chảy qua đây đấy. Ừ. Mưa to nó chảy qua đây đấy. Đó nước. Ở đây nước to là nó chảy qua đây đấy. Ui, tưởng đây là cửa hang rồi. Thế đi đường trên này à? Ui chỗ này nó chắc mưa nước to nó xối xuống đây không, nó tràn ra đây. To phết nhỉ. Đây có cái lá cây này. Lá này canh cá ăn ngon lắm nhỉ. Này, cháu có hay lấy về ăn không? Bên dưới. Lá này thơm. Cái ngọn là ăn chua chua. Sao đến à? Tôi lấy cái lá thì ăn. Lá này
nấu lên thì nó chua ngọt, nhưng mà ăn sống thì nó chát chát. Nghe là làm gỏi cá tuyệt vời luôn. Thơm. Đây có rễ cây si. Đây rễ cây gì to nhỉ? Dài thế. Đây có ốc đá đây nhỉ cháu nhỉ? Họ hay tìm đây à? Cháu có hay ăn không? Không dám ăn à? Đi khó lắm. Cái gì vậy? Đây á. Đây nhiều lá han to này nhỉ. Đây cây lá han này. Đây à? Sờ vào cành này là dính đúng không? Vào cành là nó đốt cho thì ấy luôn đấy nhờ. Càng càng xuống nước nó lại càng buốt, càng đau luôn. Đây, đây mình lên đến cái chỗ lấy nước về làm thủy lợi rồi. Nước to. Hồng nước này cung cấp ra ruộng ấy. Có cả cầu à? Gãy mất à? Nó ngập á? Ôi à. Ui ui. Đường đi hơi khó các bác xem hơi chóng mặt nha các bác. Đấy, đây là cửa hang nơi dẫn nước về đồng ruộng đây. Ui. Nước to. Đi theo ống nước này vào. Thế bình thường bọn cháu đi đường nào? Vào sâu không? Vào sâu không? Rộng á? Ở trong này rộng 100 mét á? Thế đi đường nào dễ hơn? Thế đi. Nhưng mà ở trong tối không? Không tối mấy đâu gì? À. Rồi thế đi. Ý. Trong đấy có một cái hang rất là rộng luôn. Không mang dao đi à? Đi chân đất à? Chân đất chắc ăn nhỉ? Hay à? Cháu. Chỗ nào trơn? Cái đường này trơn á? À, đá thì không sợ mấy. Ây à. Ui. Trơn lắm. Bám theo đá này vào à. Ui trong này sâu lắm các bạn. Ây da. Ui. Mình to quá. Còn người nhỏ đi dễ. Mình hơi to. Bò đi thôi. Phải bò đi các bạn. Mình cao ấy, nên là đi nó vướng vào cái vách đá. Ây da. Ui. Ghê quá. Đấy. Để khám phá được cái hang này thì đi khá là nguy hiểm nha các bạn nhé. Hai chân khô.
spa rồi. Ấy, ui, vào trong này, trong này mới thấy là nó hoành tráng vậy. Thấy nó to này à. Thế bình thường mà cháu hay tắm đây không? Ở đây ngủ à? Đâu có chỗ nào chơi? Ở thác nhỉ? Ở tập trên kia? Ở tập trong kia? Trơn này đi sợ lắm nhỉ? Trơn lắm nhỉ? Bám theo đường này được không? Bám theo đường này đấy. Đường đi này không lên nữa. Đi đường trên này được mà. Hả? Trơn à? Lên đến chỗ này thôi đúng không? Wow. Hàng này rộng đấy trời. Có rơi rơi không? Có rơi rơi à? Tức là hang này mùa nào cũng có nước luôn hả cháu? Đấy. Nước đây nhiều. Sợ sập không đấy? Cái này đi thì cũng đi được nhưng mà hơi khó các bạn. Cái này những hôm nước ít có khi đi theo đây được ấy nhỉ cháu nhỉ? Đi theo thang nước lên nhỉ? Thế mà cháu đi vào trong hang kia bao xa rồi? Còn cháu dám vào trong hang kia bao nhiêu mét rồi? Đi à, vào trong kia có vũng nước. Vào trong kia còn có một vũng nước to à? Đây, đây. Đây trên này nước vẫn chảy xuống kìa. Vào khoảng bao nhiêu mét thì có thấy cái vũng nước đấy? Vào sâu không? Khoảng bao nhiêu mét? Một cây không? Thế cháu đi rồi mà. Đi về vào á? À, cả đi về đi bộ vào. Thế là cái hang này sâu đấy nhờ. Nào nước càng cạn thì đi. Còn cái hang nào nữa không cháu? Còn hang nào nữa không? Hang khô mà có mộ ở trên đấy á? Có bè mới đi được à? Đèn. Hang đấy tối đúng không? Cháu đi đâu? Cháu vào trong kia. Thôi, đi về thôi. Đi về thôi cháu ạ. Đến đây thôi. Đấy, nước thì mọi người lấy tận trong này. Thực ra là đi theo cái đường này vào là vẫn đi được. Nhưng mà mình do vừa cầm máy quay xong lại vừa... Hôm nay nước nó to, đường trơn lắm các bạn, không đi được đâu. Đây, hẹn là dịp khác thôi. Đi về đây nhờ cháu nhờ. Em mùa hè cứ vào trong này nghỉ mát thôi. Ở đây còn hơn là điều hòa luôn nhỉ.
Và đây mắc cái võng ở trên này ngủ thì thôi rồi. Mùa đông ở trong này nó ấm chứ? Không ấm á? Tưởng mùa đông ở trong này nó phải ấm á. Đường đi khó lắm các bạn. Cái đá này nước nó chảy nhiều á. Sạch, sạch bong luôn. Đường này đi khó quá, có lẽ là mình xin phép là tắt video thôi. Không dám đi, không dám cầm nữa. Vì nó trơn, mùa mưa nó trơn. Vì toàn phải dấm dứ các bạn. Bám lên à? Cái đá này rêu rêu này. Trơn. Cái đá này năm ngoái mới rơi xuống. Ủa? Hòn này nó rơi ở trên nóc này xuống á? Ồ. Có khỉ đây á? Khỉ to. Có khỉ to. Nó trèo qua nó làm đá rơi xuống á? Không. Tưởng có khỉ to. Thế cháu nhìn thấy bao giờ chưa? Đấy, ở đây có cả khỉ à. Ui, hòn đá này rơi thì nếu mà mình mà đứng ở gần đây lúc nó rơi thì thôi đấy nhỉ. Hòn này rơi buổi tối à? Nhà cháu có nghe thấy không? Rồi bục đấy à. Đấy. Còn mấy hòn nữa sắp rơi rồi kìa. Kiểu rễ cây nó ăn sâu vào trong vách đá ấy, thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ nứt dần ra. Rất là nguy hiểm. Đấy. Đi khó phết nhỉ. Hạng này. Ở bên này còn có đường xe máy lên á? Thế cái lối vào hang này là có mỗi lối này là duy nhất hả cháu? Trước có cầu à? Cầu nước nó ngập rồi hết rồi đúng không? Nó trôi á? Cầu bằng gỗ à? Bằng tre. Như nào? Có cầu tre bắc qua à? Mưa này nó trôi hết rồi. Chỗ này hôm mưa to là nước nó vẫn ứ ở đây xong nó chảy ra ngoài kia đấy. Khe này nó ở trên một cái bản. Bản trên đây khá là rộng. Nó chảy về đây. Toát hết mồ hôi. Và trong kia đang mát. Chỗ này khó xuống. Đây, cháu cầm máy cho chú. Cháu quay chú đi xuống nào. Đi hẳn ra kia quay chú xuống.
Đấy, đứng đấy quay. Thấy không? Ôi giời. Ây da. Đi khó hết nhỉ. Từ đây ra là đỡ. Đây có mấy cái hang, mấy cái hẻm đá nó toàn đá tai mèo. Đi rất là đau chân luôn nếu mà đi chân đất. May ở đây nó không có vắt đấy nhỉ. Con cháu có hay đi chăn trâu lên đây không? Trâu chắc không lên được đâu nhỉ. Trâu nó chỉ đi quanh dưới thôi. Ơi. Đấy các bạn, sau một thời gian hai chú cháu tôi đi vào trong hang thì lại quay ra rồi. Vì lý do là nhiều nước quá. Ui giời. Thế nên là video này mình chỉ xin phép là quay qua như vậy thôi nha các bác nhé. Bây giờ là hai chú cháu đi về đấy. Chỗ này nước nó to quá. Ui, chỗ này trơn không? Nóng quá. Trong cái hang này thì nói là rất là sâu, ở trong còn có một cái thác nước nữa, phải đi thuyền đi bè thì mới vào được. Thế nên là hai chú cháu xin phép là quay ra thôi. Hôm nào nước ít ít chú cháu mình đi nhờ. Không có bè à? Bơi. Bơi. Trời, tối lắm à? Đi tầm đường bờ suối thôi. Sợ. Sợ bị tắc đường ấy nhỉ. Đi lạc đường thì chết. Có đường nhánh lắm. Ừ. Thế là cái hang này trước có nhiều cá to lắm à. Nhiều cá lắm. Ấy hình như ở trên kia họ cũng làm ruộng sao, nước đục này. Nước đục. Nước ở trên về đục. Hay là ở trên kia đang mưa to ấy nhỉ. Ở trên mà mưa to thì chú cháu mình tí là không ra được ấy. Nhà cháu có nuôi dê không? Nuôi. Ồ, nhà cháu có vườn chè đẹp nhỉ. Chè nhà cháu hay của ai đấy? Đấy, cái chè này mới là chè chuẩn này. Trong này à, mọi người không phát bằng đâu, chỉ phát qua để lấy chè búp to ấy. Chè này mới là ngon. Mệt hết. Bây giờ là đi về nhà cháu này. Nhà cháu hết à? Đất rộng nhỉ. Hai anh em. Em là con gái hay con trai? À, còn một em gái nữa. Năm nay học lớp mấy rồi? 4. À, mới học lớp 4 à? Cái thằng nhỏ thôi nhỉ. Thế bố sinh năm bao nhiêu? Bố cháu sinh năm bao nhiêu? Bố sinh năm bao nhiêu không biết à? À, nhà cháu này có nhiều cái núp đắng này. Chú xin một quả ăn nhá. Xin một quả mướp đắng này ăn nhá. Nhà mướp đắng này ăn cho nó hạ nhiệt. Sống được ăn. Ừ. Cháu không ăn sống bao giờ à? Ừ? Chưa ăn sống bao giờ à? Ừ. Quả này ăn sống mới ngon. Có phun thuốc không? Ôi, sao mà nó... Được nhà cháu phun thuốc. Đây bè nhà cháu đây à? Không đi được rồi nhỉ? Đây đi ghê lắm. Đây có cái bè bắt tôm.
Đây bố cháu hay đi bắt tôm hay là bắt cá? Quán này quán này nhà cháu hay làm kiểu gì ăn? Cháu không dám ăn. Không dám ăn? Hôi quá. Hôi á? Anh niên này kén ăn nhỉ? Đấy. Nhà có nước nôi tiện. Đây các bạn, đi về rửa giấy. Bẩn quá. Bây giờ bẩn hết quần áo rồi. Bẩn quá. Nước này uống được không cháu? Nước này uống được không? Nước uống nhà cháu là lấy khe này à? Lấy khe này mới sạch à? Ui dồi, lên nhà cháu này xem. Ui dồi, có con mèo. Ôi nhà cháu rộng nhỉ, có bếp này rộng thoải mái nhỉ. Ở đây đang ngâm thóc để gieo mạ, làm lúa nếp nữa. Nhà cháu bây giờ có bao nhiêu người ở đây? 5 người. Ông bà. Ông mất rồi. Thế bà. Bà với bố. Rồi. Làm công nước lạnh. Đấy. Wow. Ôi. Nhìn nóng nóng về uống nước sướng rồi đấy. Đây chè nhà cháu nhặt được rồi đấy. Chưa nhặt à? Thời gian nhặt. Hả? Làm ruộng. Ừ, thời gian là làm ruộng nhiều. Ấy, có nhiều cái măng chua nhỉ. Thế bố mẹ ở nhà hết à? Ở nhà làm ruộng hết à? Hay là đi... Bố có đi làm nhà nước không? Có mà. Làm bên gì? Bố làm cái gì? Không biết, bố... Không biết à? Làm ở xa hay làm ở đâu? Hà Nội. Ở dưới Hà Nội á? Không biết làm cái gì nữa. Không biết làm gì à? Ờ, thế không có giấy khen, bằng khen gì à? Không hết rồi. Ờ, sao? Hướng nhà quá. Ôi giời, xem nhà này. Ý, nhà đẹp không? Được cái thoáng mát, sạch sẽ. Bây giờ ý, đây là kiến trúc là không gian người Tày ở Bắc Mê. Qua nha. Đấy, nhà sàn này. Ao cá này. Đấy, nhiều nhà thì có cái lan can ban công ra ngoài này. Còn đây nhà cháu này thì có ban công ở cầu thang đây. Cháu này cũng có nuôi các loại thú cưng. Chim xanh, chim đỏ. Các loại. Đây có con tre lửa. Nhà sạch vườn đẹp, có ao đẹp, có thích cái cảnh sống ở gần khe suối như là nước nôi nó thoải mái như này không? Thực sự là mình rất là thích những cái nơi mà có nhiều nước, làm cái gì cũng tiện các bạn. Cái này làm ao. Đây làm mấy cái chòi ra đây rồi. Ngồi chơi thoải mái thôi. Bây giờ đây có nhẫn cưới à? Nhẫn thức ăn cho chim á. Từng nhẫn cưới.
cho ăn chuối à? Thế cháu đi học thì đi xe máy hay đi xe đạp? Đi xe đạp điện à? Đấy, ở đây có cá bỗng to không cháu? Có. Ừ, nó... Ý. Ao này sâu lắm không? Sâu bằng ao bên kia không? Sâu bằng ao bên kia không? Vâng ấy rồi. Ừ. Cháu chịu khó lấy thức ăn cho nó thì nó không lên rồi. Tí nó lên. Nó đẻ nhưng đẻ được chết ma con. À. Phải ép cho nó đẻ cơ. Ép đẻ cũng nó không đẻ được. Ừ. Như chết mất ba con à? Bao nhiêu cân? 4-5 cân. 4-5 cân. Đây kia còn nhiều cả 4 con nhỉ. Không, thì cá vược. Cá vược chứ nhỉ. Ý, nó lên. Ừ. Nó lên đấy, nhưng mà nó... Ủa, kia có con vây đỏ. Vây đỏ, chảy. Chảy đất đấy. Ui. Nó có lên này. Vậy có con chảy nào 4-5 cân không? Chảy 4-5 cân bán hết. Đúng, bán hết à? Bán đắt không ở đây? Bán bao tiền một cân này, cháu? Tùy bố. Tùy bố. Ý, nó lên, cá bỗng nó lên này. Đây bố. Ừ. Đó đấy. Ở dưới này có một con cá rất là to các bạn. Chạy đâu mất rồi. Ừ. Gà nó lên rừng nó kiếm ăn nhỉ. Đấy. Thế là cái thác nước này nó ở tận trên Lùng Hảo xuống cả. Thế em ở đây lâu, em đã bao giờ vào đến tận tít trong kia chưa? Vinh. Vào trong hang á? Ừ. Em vào nhưng mà chưa vào hết được anh ạ. Chưa vào hết à? Vâng. Phải đi mất một buổi thì chưa chắc đã hết được hang. Sâu nhỉ? Có mấy năm ngoái có người nó vào lặn, nó vào gần hết. Ở đấy có nhiều cá to đấy nhỉ? Cá, có cá bé thôi. Ừ, đấy. Cá đây được ăn liên tục. Cá to. Cái ao này chưa đắp à? Đang bị vướng cái gì? Đang vướng cái gì? Phải xây nốt cho kia. Ừ. Đấy, xong rồi làm một cái nhà mái ra đây để uống nước. Đấy, nước chảy róc rách ở đây, đẹp đấy. Chỗ này quá đẹp luôn nhỉ. Nhà này. Vào đây tắm thác à? Có hang mà anh. Rồi, anh ấy vừa vào rồi. Anh đi vào hang to kia hay đi vào đấy? Vào hang to, hang có nước ấy. Hang này lên cò nó bảo có hai cái mộ nên là sợ quá không dám vào. Em chẳng lên bao giờ lên, ừ. Mỗi thằng cò nhà em lên. Ừ. À, có hai cái hũ cho cốt à? Có hai cái hũ cho cốt ở trong hang à em? cũng chưa chui vào bao giờ. Hang trên này này. Trên này em chỉ mới vào bên này, bên kia em không chưa vào lần nào. Chưa vào à? Thường ở đây phải đi chui vào tìm khỉ, tìm rắn nhé. Còn em đi nhiều rồi. Anh đi về đây. Ui dầu ngon này thích nhỉ. Anh đi về để đón mấy sếp đã. Ừ, đang họp ở ngoài kia. Dầu ngon này đẹp thật đấy nhỉ. Đấy các bác, vừa rồi là mình cũng tranh thủ đi một vòng ở tại cái xã Minh Ngọc, vào các cái điểm thôn như là vào các cái xóm xã. Qua video thì các bác cũng được biết rồi. Đấy, cái bản này thì có một cái mặt bằng cũng như là con suối rất là to. Đấy,
và bà con ở đây thì cũng khá là điều kiện các bạn, nhà nào cũng có ao cũng như là nước nôi thoải mái chẳng chê. Đấy, vườn đẹp. Đấy, ruộng nương thì tốt này, mỗi đội là hay bị lũ các bạn. Có lẽ là video này mình cũng xin phép chia sẻ một chút về bản làng ở trên nơi mình đang công tác như vậy nhé. Đấy, qua video nếu quý vị và các bạn thấy bản làng này đẹp thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho Trường Lý nhé. Rồi, xin chào em lại các bác nhé.